Trong chương trình kỳ trước tại Quỳnh Nhai, Sơn La, biên tập viên Huyền Trang đã đưa quý vị đến với Bản Bon, cùng chế biến những món ăn thường ngày trong mâm cơm của người Thái với các món xôi ngũ sắc ăn cùng chám đen ỏm, cá nướng gập pá bình rộp, nộm rau rừng thập cẩm, canh đắng nấu tiết, qua đó cho quý vị biết thêm nhiều thông tin, nhiều nét văn hóa thú vị của người Thái xung quanh mâm cơm này. Ngoài những món ăn truyền thống thường ngày và có thể ăn quanh năm, thì người Thái cũng có những món ăn theo mùa cũng không kém phần độc đáo. Ví dụ như các món thịt sấy, ướp, lên men vào mùa đông, các món từ hoa ban vào mùa xuân, các món củ, quả vào mùa hè. Và đặc biệt hơn vào mùa thu, mùa của những cơn mưa cũng là mùa của những món ăn từ rêu đá. Quý vị thân mến, ngoài cá nướng này, mắc khén này, chẩm chéo, xôi ngũ sắc hay là các loại măng, thì rêu đá cũng là một trong những món ăn truyền thống của người Thái. Rêu đá không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà nó còn mang trong mình những câu chuyện truyền thuyết vô cùng thú vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng Huyền Trang cùng một số chị em trong Bản Bon chúng ta hãy cùng đi hái rêu đá nhé. Rêu đá hay còn gọi là clơng, bắt nguồn từ truyền thuyết về một đôi trai gái yêu nhau nhưng lại gặp sự cản trở của vị chúa đất nơi họ sinh sống. Họ đã quyết định cùng nhau chạy trốn tới một đỉnh núi cao. Cô gái khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng chảy thành dòng nước lớn đổ từ trên đỉnh núi. Cuối cùng, để được bên nhau mãi mãi, họ đã lao xuống dòng nước. Cơ thể của người thanh niên đã hóa thành những tảng đá, còn mái tóc dài của cô gái lại biến thành một loại rêu mọc trên những tảng đá đó, để họ được bên nhau đời đời kiếp kiếp. Từ đó, món rêu đá hay còn gọi là clơng quẹ trở thành món rau đặc sản của người dân Tây Bắc. Rêu đá thường mọc bám vào các cửa đá nơi lọc suối. Rêu được chia thành ba nhóm: táu, clường phu và clường cát. Hiểu nôm na như sau: táu là loại rêu mọc thành sợi bám vào đá ở vùng nước chảy nhẹ. Muốn lấy thì lấy rổ hớt hay lấy que gạt nhẹ vào rổ. Loại này chỉ để nấu canh chứ không nướng hay làm các món khác được. Clường phu là loại mọc thành sợi dài bám vào những mỏm đá ở suối. Người ta lấy bằng cách tách từng đoạn ra, nắm lại thành từng nắm rồi vắt sạch nước đi, nhưng không lấy phần sát viên đá vì rêu già ăn không ngon. Trong ba loại thì loại này được đánh giá là ngon nhất, có thể chế biến thành nhiều món tùy theo sở thích. Thứ ba là clường cát. Loại này cũng mọc theo những viên đá nhưng mọc nhiều thành từng mảng và sợi ngắn. Có câu tiếng Thái nói về loại này là clơng mọc lái chiều, nghĩa là rêu đá mọc như chiếc chiếu dài ra. Loại này cũng ngon nhưng không dẻo và thơm như clơng phu. Phân loại ra thì thế, chứ nói về rêu, người Thái vẫn dùng chung một từ là tàu thôi. Cả ba loại rêu này đều mọc ở sông Đà hoặc các khe suối khu vực Tây Bắc từ Lai Châu về Sơn La. Rêu này không bám chặt vào đá như các loại rêu trên cạn
mà ta thường nhìn thấy. Khi thu lượm, người ta thường dùng tay nắm lấy rêu dưới mặt nước rồi cho vào giò. Rêu này thì nó có từ tháng mấy đến tháng mấy hả chị? Không biết là mùa mưa thì nó mọc cả từ bây giờ đi lại nó chuẩn bị mọc rồi ạ. Vâng. Hái lấy được cái nào thì em rửa rửa bông như này. Đây như này đúng không ạ? Rêu đá mọc theo mùa từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch đến hết tháng 5. Cứ mưa về, nước lũ lên là rêu bắt đầu mọc. Không có người chăm cấy, nhưng năm nào cũng vậy, rêu tự mọc lên từ tất cả các hòn đá trong suối như một quy luật tự nhiên. Để rồi vào những ngày trời quang, các cô gái Thái rủ nhau đi lấy rêu đem về chế biến thành món ăn truyền thống của dân tộc mình. Rêu ngon là rêu mọc dài, thướt tha, sờ vào thấy mát rượi, êm ái. Chỉ cần lấy tay hoặc vợt nhẹ nhàng lựa theo dòng nước, gạt từ ngọn tới rễ là hái được. Theo lời phụ nữ người Thái là như vậy, nhưng khi trực tiếp đưa tay xuống là nước chảy xiết để lấy rêu thì mới thấy rằng hái rêu không phải công việc nặng nhọc gì, nhưng lại cần phải khéo léo. Mà việc khéo léo như thế thì luôn phải để dành cho phụ nữ. Bàn tay người phụ nữ mỏng, mềm, lựa được đám rêu chỗ nào dài hay ngắn, nhiều hay ít mà nắm lấy rêu vớt lên, chứ bàn tay đàn ông thô ráp khó lòng có thể nắm lấy được đám rêu mềm mại ấy mà lấy lên được. Em thấy rất là khó hái nhá, vì mình cứ bứt nó ra được khỏi cái đá ấy, mà nước suối lại chảy rất là xiết, thế là nếu mà mình không khéo, mình nắm không chặt là rêu nó trôi đi hết luôn. Phải kéo tay để mới hái được nhiều rêu. Vâng. Nó mới được rêu sạch này. Đây này. Em cũng giỏi rồi đấy, em hái được nhiều. Rêu hái xong sẽ được cho vào giỏ, lắc mạnh dưới dòng nước chảy xiết, cho bụi bẩn lắng xuống và bị nước cuốn đi. Sợi rêu tuy nhỏ, mềm nhưng rất dai, nên những chị em người Thái thường dùng tay khoắng thật mạnh vào giữa đám rêu để đá, cát bong ra mà rêu không bị dập hay mất chất. Ngày xưa, rêu mọc ở khắp các khe suối chảy qua bản Bon. Thế nhưng bây giờ, rêu chỉ còn có ở phía thượng nguồn, ở đoạn suối cuối bản. Giống rêu này cũng lạ, chỉ bám vào gờ đá trơ trơ, chỉ mọc ở vùng nước chảy thật xiết và chỉ sống được với nước suối tự nhiên. Càng khu vực thượng nguồn, nước trong, có bóng mát thì rêu mọc càng nhiều. Chỉ cần nguồn nước bị nhiễm bẩn là rêu sẽ chết ngay hoặc chuyển sang màu vàng úa, không thể ăn được. Có thể vì lý do này mà nhiều người cho rằng rêu là loại thực phẩm bổ dưỡng có thể giúp tăng tuổi thọ. Thực tế cho thấy, rêu hấp thụ được một số khoáng chất có trong nước, trong đá, lại sống trong môi trường nước tự nhiên, sạch sẽ, không có hóa chất, nên rêu cũng giống như một loại rau quý, giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc. Khi ăn được những thực phẩm sạch như vậy, thì cơ thể chắc chắn cũng sẽ mạnh khỏe hơn.
Sau khi đã hái được số rêu đủ cho một bữa ăn của bốn chị em chúng tôi, rêu sẽ được làm sạch thêm một lần nữa bằng rổ. Hái rêu kỹ càng là thế, việc đập rêu loại bỏ tạp chất còn phải kỹ càng hơn. Các đám rêu ngậm nước nhiều, khi nhấc ra khỏi mặt nước nặng trĩu tay, phải để từ từ cho rêu chảy hết nước. Sau đó, người ta để những nắm rêu lên thớt hoặc một hòn đá tảng to có mặt phẳng ngay bờ suối, rồi dùng chày hoặc đá cuội lớn đập cho rong rêu và các tạp chất bong ra. Phải đập sao cho khéo để rêu không bị nát, mất chất dinh dưỡng và màu xanh tự nhiên. Đập rêu xong, lại phải tỉ mỉ tách từng lớp rêu ra mà nhặt sạn, đá, rễ, lá cây bị dính vào đó, rồi lại rửa tiếp và đập tiếp. Mất khoảng vài ba lần như thế thì rêu sạch hẳn và sẵn sàng để mang về nhà chế biến. Rêu mang về sẽ không cần phải rửa lại bằng nước máy, vì người dân ở đây cho rằng nước suối sẽ giúp rêu giữ được hương vị đậm đà hơn. Rêu sẽ được tách nhỏ ra bằng tay như cách người ta thường xé thịt để làm ruốc. Những sợi dài sẽ được bứt ngắn lại cho dễ ăn. Rêu có thể chế biến thành nhiều món như nộm rêu, tàu nướng chuột, canh rêu, kinh tàu, rêu nướng làm tàu, rêu bọc lá rong, lá chuối, phò tàu. Nhưng quan trọng nhất là rêu phải được nêm nếm gia vị trước khi chế biến trên bếp. Gia vị để tẩm ướp rêu đá gồm mắc khén, xả, gừng, tỏi, muối và gia vị. Sở dĩ rêu thường đi kèm với xả, gừng, mắc khén, vì rêu là nguyên liệu có tính hàn, người ăn không quen dễ bị lạnh bụng. Khi tẩm ướp thì việc dùng gừng, xả, mắc khén không những mang lại hương vị thơm ngon cho rêu, mà đó còn là cách giúp món ăn được cân bằng, tốt cho hệ tiêu hóa. Toàn bộ gừng, xả, mắc khén được băm và giã nhỏ, sau đó cho vào trộn đều cùng rêu. Người ta thường dùng tay bóp rêu thay vì dùng đũa đảo đều, bởi rêu rất khó ngấm gia vị, mà các loại gia vị ướp cùng thì đều có vị mạnh. Rêu được bóp bằng tay cùng với chút muối trắng sẽ tự tiết nước và mềm ra chứ không khô khô, xác như lúc mới đập xong. Lúc này, rêu đã dậy mùi, nhưng mùi của rêu tươi lại hăng hắc, tanh tanh và không hề hấp dẫn như hình dung của nhiều thực khách. Với số rêu này, chúng ta có thể chế biến được 3 món rêu cơ bản và cũng là 3 món ngon nhất của người Thái. Đó là rêu bọc lá chuối nướng, phò tàu, rêu nướng kẹp, lam tàu và canh rêu, kinh tàu. Đầu tiên là món phò tàu. Làm phò tàu rất đơn giản. Người ta dùng lá rong hoặc lá chuối bánh tẻ. Chọn lấy 2 tàu lá lành lặn, xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, để sống lá hướng lên trên. Sau đó cho rêu, bao gồm cả nước ướp rêu, lên giữa tàu lá chuối.
khéo léo dùng tay vun cả bốn góc lá chuối lại thành túm để rêu nằm ở giữa mà không bị thoát nước ra ngoài, rồi dùng lạt buộc lại. Lá chuối giúp rêu chín từ từ, giữ được hương vị ngọt, mềm và tăng thêm vị thơm cho rêu. Nhiều nơi còn dùng ống nứa non thay lá chuối cũng rất ngon và thơm. Làm món làm tàu cũng đơn giản không kém. Rêu sẽ được nắm thành từng nắm, to cỡ bao diêm, dày khoảng 3cm. Nên nắm rêu nhẹ thôi, để rêu không bị mất hết nước thơm, mà cũng đừng nắm rêu nhẹ tay quá, kẻo rêu bị nhão. Từng nắm rêu như thế sẽ được kẹp vào que tre, như cách người ta vẫn kẹp thịt, cá để nướng. Cứ lần lượt từng nắm, cho tới khoảng 4 đến 5 nắm là vừa một kẹp. Người ta sẽ buộc hai đầu que tre lại, rồi để cho ráo bớt nước. Với 4 người ăn thì chỉ cần 2 đến 3 kẹp là đủ. Số rêu còn lại sẽ được cho vào nấu canh, vì chỗ rêu này thường ngấm nhiều gia vị hơn, mặn hơn và đã mềm hơn. Khoan hãy nhắc tới công thức nấu canh rêu, chúng tôi muốn quý vị biết một thông tin khác về loại nguyên liệu này. Rêu đá sau khi hái có thể bảo quản tươi được từ 2 đến 3 ngày nên không thể mang đi xe được. Rêu cũng là món ăn đặc sản, chỉ có theo mùa, nên nhiều gia đình thường lấy rêu về phơi khô để dành ăn dần, hoặc dùng trong các dịp trọng đại như cưới hỏi, lên nhà mới hay lễ hội. Cũng vì số lượng có hạn nên rêu đá thường chỉ đủ dùng trong nhà mà không giao bán. Đó cũng là lý do mà rêu đá không phải là một loại thực phẩm phổ biến được nhiều du khách biết đến. Vào ngày lễ, người ta thường nấu rêu khô với nước luộc gà, vì lúc này rêu không còn giữ được nhiều hương vị. Nhưng với rêu tươi thì chỉ cần đun một nồi nước sôi, cho thêm một chút gia vị, một chút thôi, vì rêu đã đủ đậm rồi. Sau đó, chỉ việc cho rêu tươi vào là đã có món canh rêu, kinh tàu, rất thơm ngon. Công thức nấu canh rêu chỉ đơn giản như thế thôi. Riêng về rêu nướng kẹp và rêu bọc lá chuối nướng thì cách làm cho rêu chín lại rất cầu kỳ. Với rêu kẹp, người ta phải để rêu chín bằng hơi nóng từ lửa và khói. Ngon nhất là dùng bã mía hoặc than của một số loại củi có mùi thơm như cây rẻ đỏ để xông chín rêu. Rêu nướng kẹp phải xoay liên tục cho chín đều mà không bị cháy. Nắm rêu không những ngấm hết gia vị của tỏi, gừng, xả, mắc khén và còn ngấm luôn cả vị cay cay, nồng nồng của khói. Còn rêu bọc lá chuối lại phải được làm chín bằng tro nóng. Khi bếp đã đủ nóng, người ta cởi tro nóng từ lòng bếp ra để nướng phò tàu. Tro nóng làm lá chuối mềm dần, tỏa hương thơm để mùi của lá chuối lẫn vào mùi của rêu phía trong. Đồng thời tản nhiệt đều cho rêu chín mà lá chuối không bị cháy hay rách. Nướng phò tàu cũng giống như làm tàu. Người nướng phải canh bếp và vần rêu liên tục. Cứ xoay vần rêu trên bếp khoảng 1 tiếng thì rêu chín. Có đến tận nơi, vào tận bếp mà chứng kiến phụ nữ Thái làm món rêu thì mới thấy cách chế biến những món ăn này công phu đến mức nào. Kinh tàu thì chín bằng lửa, lam tàu thì chín bằng khói, còn pho tàu thì chín bằng tro nóng.
Quý vị thân mến, bây giờ thì Huyền Trang đã có một số món ăn được chế biến từ rêu đá. Và so với nhiều món ăn khác thì rêu đá có một vẻ ngoài rất là đặc biệt. Bây giờ Huyền Trang đang rất háo hức muốn ăn thử xem là hương vị của nó có đặc biệt như thế không nhá. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với Huyền Trang ạ. Em chưa bao giờ ăn món rêu đá này luôn ấy. Ăn thử đi. Nên ăn món gì trước? Nên thưởng thức món gì trước thì sẽ cảm nhận được hương vị nhiều nhất? Em sẽ ăn cái món cuốn lá chuối. Cuốn lá chuối trước ạ? Ăn lá chuối này sẽ nó có mùi thơm của lá chuối cùng với cái món hơi nồng của mắc khén. Vâng. Sẽ dậy mùi thơm hơn. Vâng. Cái rêu này em thấy có vị hơi nồng nồng. Mình cho thêm mắc khén cả lá chuối thì nó có mùi đậm hơn đúng không ạ? Để em xem nào, xem vị hương vị nó như thế nào nhé. Đầu tiên khi mà em ăn thử vào á thì em thấy nó có vị hơi nhậm nhậm đắng. Nó hơi mặn mặn nhưng mà thực ra cái vị của rêu này thì nó không dễ ăn đâu. Nó hơi có gì nó hơi một chút hắc hắc, đắng đắng. Nhưng mà khi mà mình ăn mình nhai một lúc rồi ý, thì lại thấy nó ngọt ngọt bùi bùi, thơm thơm. Và em nghĩ là nếu như mà muốn được thưởng thức cái món rêu này thì cũng không phải là dễ đâu, bởi vì thứ nhất là phải đúng mùa này. Thứ hai là phải đến tận nơi, phải tự tay đi lấy về thì mới biết là nó ngon như thế nào đúng không ạ? Và em cảm ơn chị, các chị ăn đi ạ. Đúng là ăn rêu sẽ không thấy ngon nếu ăn trong sự vội vàng, nhanh chóng. Hương vị của rêu nhẹ nhàng, khi mới đưa vào miệng thì có cảm giác giống như là ăn một loại rau nào đó, lạ lạ thôi. Nhưng hãy cứ chậm rãi nhai để rêu tiết ra thứ nước thơm thơm, mùi lá chuối, nồng nồng của gừng và tỏi, pha chút hăng hắc của rêu, cay cay của mắc khén. Tiếp đến là rêu nướng kẹp. Rêu sẽ được xé nhỏ ra như xé thịt gà. Rêu nướng kẹp khô hơn và dai hơn rêu nướng lá chuối,
nên chỉ cần nếm một chút rêu thôi là đã cảm nhận được hương vị đặc trưng của món này rồi. Rêu nướng này mình để khói nó xông vào cái rêu nên là ăn là có vị, nó làm tăng cái vị đắng đắng của rêu, ăn rất là ngon ạ. Em nghĩ là nếu mà ăn rêu này thì mình ăn tay thì nó sẽ ngon hơn, tình cảm hơn đúng không? Canh rêu dễ ăn hơn đấy, dễ ăn hơn. Em rõ ràng em thấy nó giống rau bí xào tỏi mà nó mùi nó bùi thơm thơm giống như thế, nó có vị hắc hắc, nó khác rồi, có vị hắc hắc. Em thấy ăn canh nhất, canh ngon nhất, ăn nó mềm, nó mượt ở trong miệng ấy. Có câu nói, người Thái ăn rêu trên đá. Câu nói này không chỉ là lời giới thiệu về một món ăn đặc biệt của người Thái, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần vượt đói của dân tộc này trong những giai đoạn khó khăn trước đây. Nghe người Thái kể lại, có những năm lương thực mất mùa, lũ lên cao, nhờ có rêu đá mà nhiều người được cứu đói. Từ một món ăn tạm bợ, tưởng chừng như chỉ dùng để chữa cháy, đến nay rêu đá đã trở thành một món ăn truyền thống của người Thái, tượng trưng cho tình yêu chung thủy của đôi lứa và cũng là đặc sản của vùng Tây Bắc này. Nếu có dịp đến với Sơn La vào mùa thu, quý vị đừng bỏ qua cơ hội được thưởng thức món ăn độc đáo này nhé. Đến đây thì chương trình cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.